Xin chào các bạn đã đến với Tech News. Trang Nikkei Nhật Bản dẫn một nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết hàng trăm công ty tại Trung Quốc đồng loạt thông báo về việc sẽ trợ cấp mua smartphone nội địa hoặc tặng smartphone Huawei cho các nhân viên của mình. Chẳng hạn như công ty sản xuất thiết bị điện tử Yuluke Electronics có trụ sở tại Thượng Hải đã mua tặng tối đa 2 chiếc smartphone Huawei cho mỗi nhân viên của mình. Công ty Jidahan Technology có trụ sở tại Thẩm Quyến trợ giá 18% mua thiết bị của Huawei hoặc là ZTE. Công ty dịch vụ viễn thông Fujung Technology có trụ sở tại thành phố Phúc Châu thì tặng số tiền mặt từ 100 đến 500 tệ, tương đương 14,5 đô la đến 72,5 đô la cho những ai mua smartphone của Huawei từ nay đến hết năm 2018. Bên cạnh đó thì không ít những doanh nghiệp còn mạnh tay ép buộc những nhân viên của mình phải tẩy chay, ngưng sử dụng các sản phẩm của Apple. Nếu như mà sử dụng thì họ sẽ bị phạt, bị tịch thu hoặc là bị sa thải. Tuy nhiên không phải người nào tại Trung Quốc cũng thực hiện theo các hoạt động để ủng hộ cho Huawei và tẩy chay Apple, mà vẫn còn đó những quan điểm phản đối về việc làm từ nhiều công ty tại đây vì cho rằng các công ty không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhân viên. Và theo mình thì mỗi người sẽ có quyền tự do riêng, đâu thể nào bắt ép một cách thô lỗ hoặc là đe dọa đổi việc như vậy được. Apple Insider mới đây đã khẳng định là Apple sẽ ra mắt hai mẫu iPad giá rẻ vào năm 2019. Một thì với màn hình là 7.9 inch và một phiên bản còn lại có màn hình là 10 inch. Nguồn tin còn cho hay dây chuyền sản xuất mẫu iPad mini mới đã được khởi động vào tháng 12 và cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu sản phẩm này sẽ không còn xa nữa. Ngoài ra thì ảnh chụp ốp lưng được cho là của iPad mini 5 vừa được AZ Home đăng tải trên trang mạng cũng đã cho chúng ta thêm một vài thông tin về mẫu iPad mới này. Theo hình ảnh thì iPad mini mới của Apple sẽ vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm, có thể là sẽ có thêm loa âm thanh nổi và camera sẽ được đặt dọc cùng với đèn flash LED tương tự như là trên iPhone 10R. Thậm chí nguồn tin thân cận còn cho biết iPad mini 2019 sẽ có giá khởi điểm là 300 đô la, tức là khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam để thu hút nhóm người dùng là các bạn học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu cơ bản. Mới đây, một rò rỉ trên mạng Weibo đã cho thấy HPD Global đang ấp ủ một chiếc smartphone có tới 3 camera sau. Hình ảnh cho thấy các viền dưới và hai cạnh bên của Nokia này vẫn còn khá là dày nhưng mà hoàn toàn không có tay thỏ hay là giọt nước như những mẫu máy khác của các hãng khác. Rất có thể là HPD sẽ mang đến một tỷ lệ màn hình mới cho sản phẩm tiếp theo của họ. Mặt sau của máy là cụm 3 camera xếp theo chiều dọc ở giữa nhưng mà không hề có cảm biến vân tay. Tuy chưa biết thêm bất cứ thông tin gì về cấu hình của máy nhưng như đó cũng đủ cho thấy là HPD đang có những bước nâng cấp đáng kể cho camera trên những chiếc smartphone tương lai của họ. Biết đâu được là những chiếc smartphone cao cấp mang thương hiệu Nokia ra mắt vào năm sau sẽ có từ 3 camera trở lên và đáng kỳ vọng nữa đó chính là Nokia 9 đầy bí ẩn. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Các bạn khán giả của Tech Mắt, nếu cảm thấy video này là bổ ích thì các bạn nhớ chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube của Tech Mắt để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt.